Xin chào quý vị các bạn, chúng tôi đang làm công tác truyền thông công giáo trên quê hương thôn Lửa Chung. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại công trình xây dựng nhà ở một biệt thự sinh của gia đình bà Tô Thị Tin. Vâng, nhờ hồng ân của Thiên Chúa, bà cùng với tất cả con cái nỗ lực đang làm nên một ngôi nhà tuyệt đẹp. Thứ nhất là cho gia đình mình ở, sau nữa là quê hương thôn Lửa Chung mỗi ngày mỗi đẹp hơn. Sau 2 tháng thi công, hôm nay công trình đã hoàn thành và chuẩn bị đổ mái tầng 1. We'll be right back.